Hello, vâng, lại là Bình đây. Xin chào buổi sáng. Vâng, một ngày mới thật là tuyệt vời với tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta lại cảm thấy tuyệt vời hơn. Vì sao ạ? Vì ngày hôm nay tiếp tục trong một chuỗi chương trình live stream ngắn vào buổi sáng. Ngọc Bình sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin mà các nhà đầu tư quan tâm cũng như là các quý cổ đông chúng ta thêm vững chắc vào niềm tin với tập đoàn Indisky trên Technology. Vâng, quý vị các bạn thân mến, trong một buổi sáng tuyệt vời như thế này thì quý vị không quên, đúng không ạ? Chúng ta hãy gửi cho nhau những lời chúc thật là tuyệt vời và những lời yêu thương đến những người thân và những bạn bè của chúng ta. Vâng, Ngọc Bình được biết rằng là năng lượng thì bằng ngân lượng, đúng không ạ? Và Ngọc Bình chúc cho quý vị các bạn đã và đang theo dõi live stream của Ngọc Bình có một ngày mới thật là full năng lượng, đúng không ạ? Thật là nhiều năng lượng, thì chúng ta có một ngày thật là hút thật nhiều ngân lượng và quý vị sẽ đạt được những ước mơ của mình khi mà chúng ta có được những năng lượng tích cực. Và tất cả các cổ đông tập đoàn Indisky, vâng, tất cả các cổ đông của tập đoàn Indisky đều là những nhà đầu tư thiên thần rất là tuyệt vời và luôn luôn như vậy, luôn luôn là như vậy, đúng không ạ? Vâng, Ngọc Bình đã nhìn thấy các quý cô chú anh chị, các quý vị rất là quen thuộc rồi. Và quý vị không quên hãy giúp cho Ngọc Bình chia sẻ một vài lần livestream này đến các group như là trên các tường cá nhân. Để ngày hôm nay Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị một trong những lý do vì sao mà chúng ta yên tâm tài trợ cho tập đoàn Indisky Trinh Technology. Và chúng ta biết được rằng là khi các khoản đầu tư của chúng ta nắm rõ được đi về đâu và làm được những việc gì thì chúng ta luôn luôn yên tâm. Trước kia thì Ngọc Bình cũng đã từng trải qua những sân sàn tài chính và Ngọc Bình cũng đã bị mất tiền ở đó. Và Ngọc Bình biết rằng một câu hỏi lớn nhất là như thế này. Chúng ta hãy đặt ra cho Ngọc Bình một câu hỏi là tiền ở đâu ra để trả những cái lợi nhuận cho tôi, và dòng tiền hay là số tiền chúng ta tài trợ vào đây hay là chúng ta đầu tư sẽ làm việc gì và đi như thế nào và về đâu, và đặc biệt hơn là cơ quan nào bảo vệ, cơ quan nào giám sát trong các cái quá trình gọi vốn, cũng như là chúng ta có check được hay không, chúng ta có kiểm tra được hay không trên chính website của cơ quan mà giám sát hay là quản lý cái quỹ gọi vốn của chúng ta, thì tất cả sẽ có câu trả lời trong live stream này. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời khi Ngọc Bình đã nhìn thấy các quý cô chú anh chị. Xin chào em Kiều Phượng. Xin chào em Nguyễn Quế. Xin chào em Lý Nguyễn Mai Phương. Vâng, em xin chào chị Vũ Thị Hường. Xin chào Yến Nguyễn. Vâng, quý vị không quên, nếu như chúng ta mong muốn cho các nhà đầu tư của mình am hiểu hơn về tập đoàn Indisky cũng như là tự tin hơn về các khoản đầu tư của chúng ta, thì đây là một trong những yếu tố về mặt pháp lý rất là quan trọng chúng ta cần phải biết. Và ngày hôm nay thì Ngọc Bình sẽ giúp cho quý vị cách để chúng ta có thể kiểm tra được là dòng tiền của chúng ta đi về đâu, đi như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ check các thông tin đăng ký của quỹ gọi vốn cũng như là công ty GTI. Chúng ta được biết là GTI Global Transport Investment là công ty mẹ, được nhận toàn bộ sở hữu trí tuệ của ngài Anatoly Zhivkov là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ làm vốn điều lệ, và từ GTI sẽ phân bổ ra các quỹ gọi vốn, và chúng ta đang tham gia vào quỹ Eurasian Skyway System Holding Bank và quỹ này chiếm 36,67%. Vâng, thì ngay sau đây Ngọc Bình sẽ chia sẻ cho quý vị. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết dòng tiền của chúng ta đi như thế nào. Và quý vị các bạn hãy comment cho Ngọc Bình. Một là chúng ta phải biết rằng là dòng tiền của các nhà đầu tư đi như thế nào, đúng không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Hello em Đặng Hồng Giang và một cổ đông rất là tuyệt vời tại Đà Lạt. Xin chào anh Huy Nhu, xin chào Ngọc Sơn LX, xin chào em Giáp Loan. Xin chào anh Nguyễn Đình Phụng. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Phụng. Xin chào em Hồng Sky, rất là nhiều quý cô chú anh chị rồi. Xin chào em Đỗ Lê Bảo Quyên, vâng, một cổ đông vô cùng xinh đẹp và cũng đang là một chủ của spa, đúng không ạ, tiệm spa làm đẹp. Tuy nhiên thì em Đỗ Lê Bảo Quyên cũng đã là cổ đông tập đoàn Indisky. Và trong bất kể những lĩnh vực gì chúng ta đang có công việc hàng ngày, chúng ta hoàn toàn có thể dịch chuyển một phần thu nhập của chúng ta để sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tiềm năng như tập đoàn Indisky Trinh Technology. Và chúng ta không quên, hiện nay chúng ta đang trong một chương trình vô cùng ưu đãi. Đó là chương trình Face of the Future, gương mặt của tương lai. Với gói 5.000 đô, chúng ta sở hữu 450.000 cổ phần. Quý vị có thể trả thẳng hoặc là chúng ta có thể trả góp trong vòng 10 tháng. Mỗi tháng là 500 đô. Và sau khi trả xong thì chúng ta được
sở hữu 450.000 cổ phần cũng như là được lưu danh hình ảnh 3D, hình ảnh toàn ký của chúng ta tại Bảo tàng Công viên Công nghệ Ecotecnopark. Và đó là một trong những minh chứng lịch sử sau này cho các thế hệ con cháu chúng ta rất là tự hào khi mà chúng ta được lưu ảnh trong một cái bảo tàng của công nghệ giao thông thông minh tại Ecotecnopark tại Beirut. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị quay trở lại nội dung đầu tiên, đó là gì? Chúng ta hãy kiểm tra dòng tiền của các nhà đầu tư hay là của chúng ta đi về đâu. Quý vị còn nhớ chúng ta hãy vào Google cho Ngọc Bình đúng không ạ? Chúng ta được biết rằng những thông tin thì quý vị hãy cập nhật trên Google. Và tại Google này thì Ngọc Bình cũng đã chia sẻ cho quý vị thì chúng ta hãy vào Wikipedia. Đây là một nguồn bách khoa toàn thư mở và rất là uy tín, rất là chuẩn nguồn. Khi mà các thông tin được đăng tải trên Wikipedia thì đều được kiểm nguồn rất là chặt chẽ. Và chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình chữ Skyway, Skyway Group đúng không ạ? Ngọc Bình đã hướng dẫn quý vị trong các livestream trước rồi. Vâng, thì khi mà chúng ta tìm kiếm Skyway Group thì chúng ta đã thấy rất là nhiều thông tin về tập đoàn chúng ta trước kia tên mà chưa tái thiết thương hiệu đó là Skyway Group và hiện nay là UST đúng không ạ? Hay là Ulysky Technology hay là Ulysky Group là một tập đoàn có hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng hệ thống giao thông trên cao, nghiên cứu hình thức chuyển vận chuyển theo hệ thống đường sắt dây nối giữa các trụ đỡ dạng thanh neo. Đây là những cái thông tin trên nguồn này và chúng ta luôn luôn quan tâm cho Ngọc Bình ở đây ạ. Chúng ta luôn luôn quan tâm cho Ngọc Bình ở trong cái ô vuông này đã thể hiện rất là rõ Ulysky Group là ngành nghề là thiết bị vận tải và dịch vụ đầu tư, trụ sở chính là Min Beirut, thành viên chủ chốt đó là Anatoly Erdovik Zhidky và Larisa Kosareva, chủ sở hữu là Anatoly Zhidky. Và trên đây để lại những thông tin website, thứ nhất là ulysky.com, đây là website về công ty công nghệ. Chúng ta muốn tìm hiểu những thông tin hàng ngày, cập nhật hàng ngày thì chúng ta hãy vào website ulysky.com và trang ulysky.engineer, đó là website của nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn ngài Anatoly Zhidky. Và trong đây thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta hãy vào mục tìm kiếm cho Ngọc Bình. Chúng ta vào mục tìm kiếm cho Ngọc Bình và chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình chữ Skyway Capital. Chúng ta được biết là Skyway Capital là quỹ gọi vốn cho tập đoàn thông qua nền tảng crowdfunding, thông qua gọi vốn cộng đồng, hay là chúng ta được biết gọi vốn cộng đồng là thông qua nền tảng Internet. Và trong đây chúng ta sẽ thấy trong ngày 24 tháng 2 năm 2015, thông tin đã được đăng tải trên trang của ngài Anatoly Zhidky, đó là gì? Khai trương công ty đối tác Skyway Capital. Như vậy là chúng ta hình dung ra là chúng ta đang đầu tư qua quỹ gọi vốn cộng đồng Skyway Capital trước kia, nay là Skywalk Community, thì dòng tiền của chúng ta sẽ đi như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy không ạ? Ngài Zhidky đã công bố website của công ty Skyway Capital, công ty đối tác, công ty gọi vốn, và chúng ta hãy cùng bấm vào đường link này. Vâng, bấm vào đường link này, nếu như quý vị có tài khoản rồi thì chúng ta có thể bấm vào đăng nhập. Và tuy nhiên đây là website để gọi vốn cho tập đoàn và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vào mục đầu tư. Chúng ta hãy vào mục đầu tư và chúng ta thấy rằng đây là sơ đồ đúng không ạ? Việc đầu tư sẽ diễn ra như thế nào thì Ngọc Bình sẽ giải thích sơ đồ này để quý vị hình dung ra là tiền của chúng ta, tiền của các nhà đầu tư đi như thế nào và về đâu, và có đúng nơi mà chúng ta đầu tư hay không, có đúng là sở hữu cổ phần của tập đoàn hay không. Thứ nhất chúng ta thấy đây, chúng ta là nhà đầu tư đúng không ạ? Chúng ta là nhà đầu tư. Nhà đầu tư ở đây thì có thể nói là pháp nhân. Pháp nhân có nghĩa là có thể là doanh nghiệp được được đăng ký đúng không ạ? Đó là pháp nhân và hoặc là cá nhân đó, chúng ta đang là nhà đầu tư đơn thuần, là chúng ta đang là nhà đầu tư cá nhân ủng hộ cho ý tưởng ngài Anatoly Zhidky thì chúng ta là nhà đầu tư và chúng ta tài trợ. Thì nhà đầu tư, chúng ta đầu tiên nhà đầu tư và chúng ta thấy đây không? Nhà đầu tư sẽ chuyển tiền và ký kết hợp đồng vay chuyển đổi đó. Và hợp đồng vay chuyển đổi thì Ngọc Bình đã có một cái livestream đó là gì ạ? Hợp đồng vay chuyển đổi nhà đầu tư luôn nắm đằng chuôi. Và hợp đồng vay chuyển đổi là gì? Hợp đồng vay chuyển đổi ví dụ như là chúng ta tài trợ vốn vào đây, nếu như chúng ta không ký nhận cổ phần thì chúng ta sau 3 năm, sau 3 năm thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái gốc của chúng ta và được tính 4% lợi nhuận trong cái số tiền chúng ta tài trợ vào. Còn nếu như chúng ta ký nhận
thì chúng ta là cổ đông của tập đoàn Irisky, và là cổ đông thì chúng ta nhận được mọi quyền lợi của cổ đông. Thì nhà đầu tư chúng ta chuyển tiền đúng không ạ, và ký kết hợp đồng vay chuyển đổi qua chủ sàn sở hữu crowdfunding. Chủ sàn sở hữu crowdfunding chúng ta được biết đó là gì ạ? Đó là công ty của chúng ta đấy ạ, Skyworks Community, hay là trước kia chúng ta được biết là Skyway Capital. Đây là chủ sàn crowdfunding, đó là gì ạ? Gọi vốn cộng đồng đó, hay là chúng ta được viết tắt là cái tên SWKI INC. Và tất cả các cái giấy chứng nhận trong văn phòng cá nhân của chúng ta mà khi mà chúng ta chưa nộp phí 10 đô la để chuyển dịch vụ bưu chính, bưu điện về ấy, thì đều có dấu đúng không ạ? Đều có dấu SWKINC, đó là chủ sở hữu sàn crowdfunding Skyworks Community. Như vậy, quý nhà đầu tư của chúng ta ấy, chuyển tiền cho sàn crowdfunding đó là Skyworks Community. Và từ đây làm sao ạ? Từ đây thì dòng tiền của chúng ta đây quý vị này, thì quý vị có nhìn hình dung ra không ạ? Đây ạ. Từ đây dòng tiền của chúng ta sẽ chuyển thẳng về GTI. Đó, chúng ta các bạn chuyển thẳng về GTI. Đây GTI. GTI ở đây là gì ạ? GTI ở đây là Global Transport Investment. Đây chúng ta thấy. GTI đó là Global Transport Investment. Đây ạ. Global Transport Investment, chủ sở hữu công nghệ Skyway. Đó là công ty đơn vị nắm giữ sở hữu công nghệ Skyway, hay chúng ta được thấy cái tên là Global Transport Investment, để sở hữu tài sản trí tuệ Skyway với trị giá là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn, trên cơ sở các cổ phần của công ty được phát hành ra một cổ phần là 1 đô la. Và đây cũng trả lời cho quý vị là tại sao quý vị thường nghe thấy là cổ phần của tập đoàn Irisky hay là của GTI là tối thiểu được phát hành ra là gì ạ? Giá trị tối thiểu của nó là một cổ phần, đó là 1 đô trên một cổ phần. Như vậy chúng ta đã được trả lời cho câu hỏi là vì sao nói rằng là 1 đô trên một cổ phần của GTI chứ ạ. Vâng, đó là điều đương nhiên. Và chúng ta sẽ có những số giấy chứng thực đăng ký ở đây, chúng ta tí nữa thì Ngọc Bình sẽ giúp cho quý vị chúng ta kiểm tra xem là công ty mẹ tức là GTI này có được đăng ký bởi BVIFC hay không. Vâng, chúng ta thấy không ạ, dòng tiền của quý vị nhá, từ nhà đầu tư chuyển qua quỹ crowdfunding và chuyển thẳng về công ty mẹ để làm gì ạ? Để sản xuất con tàu, rồi là sản xuất ở các cái nhà ga, rồi các tuyến đường dây dây ở Beirut cũng như là ở Sara, và để trả lương cho cán bộ công nhân viên, hơn 700 cán bộ công nhân viên của tập đoàn cũng như là duy trì hoạt động. Và từ GTI này thì sao ạ? Chúng ta thấy ạ, khi mà chúng ta chuyển tiền vào đây để làm những cái việc đó rồi thì chúng ta được đổi lại là chúng ta sở hữu cổ phần theo những cái khoản vốn chúng ta tài trợ vào. Và tiếp theo thì các cái thông tin của chúng ta, các cái thông tin thì sẽ được chuyển đấy, của các nhà đầu tư sẽ được chuyển vào, nhà đầu tư sẽ thông qua cái quỹ gọi vốn đó là gì ạ? Nhà đầu tư thông qua quỹ gọi vốn Skyworks Community và trở thành đồng sở hữu, tức là cổ đông. Chúng ta hình dung ạ. Tiền của chúng ta chuyển về công ty mẹ để sản xuất con tàu này, nhà ga này, đường ray này. Đó, và trả lương cho cán bộ công nhân viên và hoạt động của công ty, và chúng ta trở thành gì ạ? Đồng sở hữu công nghệ và trở thành cổ đông của tập đoàn, và chính là chúng ta đang nắm giữ cổ phần của công ty mẹ đấy ạ. Và nhà đầu tư sẽ nhận được các cái cổ phần đó thông qua gì ạ? RSF3 này. RSF3 này là gì ạ? Đó là đây chúng ta thấy không ạ? Eurostream Skyway, Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Tất cả các giấy chứng nhận cổ phần của chúng ta bản cứng đều có tên là Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Đây là đơn vị nắm giữ cổ phần của công ty mẹ. Đó, chúng ta hình dung là công ty mẹ là GTI. Còn Eurostream Skyway System Holding 3 này là công ty con. Và nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phần của công ty con này, có nghĩa là cũng đang sở hữu cổ phần của công ty mẹ. Vì công ty con này nắm giữ 36,67% của công ty mẹ. Chúng ta hình dung chưa ạ? Vâng, 36,67% đây này. Chúng ta thấy không ạ? Chiếm 36,67% các cổ phần của công ty GTI đấy ạ. Và đây cũng có đăng ký pháp nhân đầy đủ, đó là số chứng thực 457B02AB91 đều được đăng ký tại gì ạ? BVIFC, đó là Ủy ban Dịch vụ Tài chính của VGIN Anh. Còn đây chúng ta được biết là Ulitsky đây là gì ạ? Ulitsky đây là Ulitsky Corporation, đây là cái công ty quản lý của tập đoàn, tức là công ty do
chủ tịch tập đoàn sáng lập ra để quản lý cái quyền sở hữu trí tuệ như vậy. Và toàn bộ cái quyền sở hữu trí tuệ này, tức là Yulikai Corporation này là một cái công ty đứng đầu, đúng không ạ? Để quản lý tất cả các công ty kia. Và tất cả những cái công ty kia đều, chúng ta thấy tất cả những cái dữ liệu đều phải qua Yulikai Corporation, và từ đó gì ạ? Chuyển những cái thông tin về đây ạ, Ocean Rain, đúng không ạ? Đấy, công ty Yulikai Corporation đã chuyển 36,67% cổ phần. Mình hình dung ra, đúng không ạ? Chúng ta hình dung ra là Yulikai Corporation nó giống như là một cái công ty trung gian, giống như một cái công ty công chứng ấy, để xác định rằng là giữa cái cổ phần của công ty mẹ là GTI và chuyển sang công ty con là RSF3, nó giống như một cái công ty đứng giữa để chứng thực cái điều đó. Và công ty Yulikai Corporation này là do ngài Yuki lập ra để quản lý cái việc đó. Đấy, nên là Yulikai Corporation đã chuyển 36,67% cổ phần của công ty mẹ xuống RSF3, nó giống như là vốn điều lệ, và từ đó phát hành cổ phần ra cho công chúng, và nhờ đó là thu hút các khoản đầu tư qua quỹ gọi vốn cộng đồng. Đó là chúng ta hình dung ra, đó là việc đầu tư của chúng ta là như vậy. Đó, tiền chúng ta chuyển, Ngọc Bình xin nhắc lại ngắn gọn một chút này. Tiền của nhà đầu tư sẽ, khi mà chúng ta tài trợ thì chúng ta phải đăng ký tài khoản trên cái chủ sở hữu gọi vốn cộng đồng, đó là gì ạ? Sàn crowdfunding ở đây, Skyward Community đấy ạ, trước kia là Skyway Capital. Và cái công ty này sẽ KIC tài khoản chúng ta, xác minh danh tính chúng ta là đúng người thật việc thật. Và Ngọc Bình lưu ý rằng mỗi một người chỉ được lập một tài khoản duy nhất, quý vị nhé. Chúng ta chỉ được sử dụng một căn cước công dân hay là một cái giấy tờ khác và của bản thân chúng ta thôi. Nếu như quý vị mà dùng một cái giấy tờ chính chúng ta mà dùng 2-3 cái tài khoản ấy thì sẽ vi phạm luật của công ty, và sau này thì những cái tài khoản vi phạm sẽ bị khóa và có thể là rất là mất tất cả cái số cổ phần của chúng ta đã tài trợ vào. Nên là quý vị lưu ý, một người chỉ được duy nhất một tài khoản mở bằng căn cước công dân hay là mở bằng hộ chiếu hay là mở bằng giấy phép lái xe, nhưng chỉ được duy nhất một tài khoản, quý vị nhé. Nên quý vị lưu ý hết sức điều này, vì là Skyward Community sẽ KIC xác minh danh tính. Sau khi xác minh rồi thì tiền của chúng ta chuyển về công ty mẹ để gì ạ? Để sản xuất nhà ga con tàu rồi trả lương công nhân viên. Đó, tất cả công việc đó ở Beirut và ở Sara. Rồi thông tin của chúng ta được chuyển qua gì ạ? Được kiểm chứng qua những công ty trung gian để quản lý cái việc là Yulikai này. Đó, và họ sẽ chuyển toàn bộ cái cổ phần mà nó tương ứng với số tiền chúng ta góp vốn vào xuống công ty RS3, và chúng ta được nắm giữ cổ phần RS3. Và chúng ta có giấy chứng nhận cổ phần ở RS3 này. Đồng nghĩa là chúng ta cũng đang sở hữu cổ phần của GTI. Được chưa ạ? Vâng, đó là cái câu đầu tiên để quý vị biết rằng là dòng tiền của chúng ta đi về đâu. Ok, rất là cảm ơn quý vị. Chúng ta đã hình dung đây ạ. Đó là dòng tiền của chúng ta đấy ạ. Chúng ta phải biết dòng tiền đi về đâu đấy ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến nội dung thứ hai, đó là gì ạ? Chúng ta được cơ quan nào giám sát hoạt động gọi vốn của quỹ Skyward Community hay là giám sát cái việc là công ty RS3 như thế nào, đúng không ạ? Và ai là người bảo vệ cho các nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì ngay sau đây thì Ngọc Bình sẽ cùng với quý vị chúng ta check thông tin. Ở đây chúng ta được biết là GTI. Đây ạ. Global Transport Investment. Và đây đã được đăng ký dưới BVIFC. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu BVIFC là gì. Quý vị hãy vào Google. Chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình là BVIFC là gì. Đúng không ạ? Đây ạ. Chúng ta hãy đánh cho Ngọc Bình là BVIFC là gì. Để chúng ta tìm hiểu xem BVIFC là gì, nó có chức năng, nhiệm vụ như thế nào, nó có uy tín hay không, và tại sao chúng ta yên tâm khi mà công ty mẹ, tức là GTI, Global Transport Investment, hoặc là công ty con, Eurotrain Skyway System Holding Bar Limited đều được đăng ký dưới BVIFC. Như vậy BVIFC là gì? Đây chúng ta thấy không ạ? BVIFC, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh. Và chúng ta luôn lưu ý rằng là đây là cơ quan của chính phủ nha quý vị nha. Vâng, Ngọc Bình xin nhắc lại là BVIFC là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh và là cơ quan của chính phủ. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cơ quan chính phủ này nó có chức năng như thế nào để chúng ta thấy, đúng không ạ? Vâng, BVIFC là cơ quan của chính phủ. Và đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu chức năng của BVIFC như thế nào để chúng ta hiểu về BVIFC. Đây là chức năng
Nhiệm vụ cốt lõi của FC là gì ạ? Là bảo vệ người tiêu dùng, đúng không ạ? Bảo vệ người tiêu dùng. Đấy. Bằng cách là đảm bảo rằng tất cả các công ty và cá nhân được ủy quyền cung cấp các dịch vụ tài chính trong và ngoài BVI đều có đủ năng lực tài chính lành mạnh. Đó là bảo vệ người tiêu dùng, có nghĩa là bảo vệ các nhà đầu tư đấy. Được chưa ạ? Và tiếp theo là gì ạ? Chúng ta đấy, giám sát các hoạt động được quản lý và theo đuổi các hoạt động thực thi đối với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào vi phạm luật của tài chính BVI, đúng không ạ? Nó giám sát hoạt động. Và tiếp theo đây có một cái chức năng vô cùng là quan trọng là theo dõi và phát hiện tội phạm tài chính và truy tố tội phạm đó. Có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp, các công ty mà được đăng ký dưới BVFC đều phải là lành mạnh và phải rõ ràng, phải minh bạch và chắc chắn là luôn luôn được theo dõi, đúng không ạ? Và luôn luôn được kiểm soát. Như vậy thì công ty của chúng ta đang được đăng ký dưới một cơ quan của chính phủ như thế này thì hoàn toàn chúng ta yên tâm, phải không ạ? Và chúng ta quay trở lại ở đây, chúng ta sẽ kiểm tra số đăng ký của GTI là 177-8122 và số chứng thực đăng ký là 66D3 F76933 thì Ngọc Bình sẽ copy để chúng ta cùng kiểm tra trên website của BVIFC. Quý vị hãy vào phần xác minh chứng chỉ. Chúng ta hãy dán mã đăng ký của GTI vào đây và chúng ta gửi đi. Quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng ta gửi đi thì chúng ta hãy để lại tiếng Anh để cho nó trùng, đúng không ạ? Đây ạ, khi mà chúng ta dán mã vào thì quý vị đã thấy Compalilo, đúng không ạ? Đó là số của công ty là 177-8122. Quý vị thấy không ạ? 177-8122. Compalilem là tên công ty Global Transport Investment INC, đúng không ạ? Đó là chúng ta đã kiểm tra được dữ liệu của công ty trên BVIFC. Và quay trở lại đây chúng ta có thấy không ạ? Đây ạ, Global Transport Investment INC, đúng chưa ạ? Đó, chúng ta thấy hoàn toàn là chính xác đây ạ. Global Transport Investment INC này, số đăng ký công ty này, số đăng ký công ty này 177 này, đây số đăng ký 177-8122 này, số chứng thực là 66D3F76933 này. Và chúng ta quay trở lại, đúng không ạ? Số công ty 177-8122, tên công ty là Global Transport Investment INC. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra được đăng ký của công ty mẹ, đó là GTI hay là Global Transport Investment INC được đăng ký dưới BVIFC. Nếu như quý vị không tin, đúng không ạ? Quý vị không tin, quý vị có thể là nghĩ rằng là hay là anh Ngọc Bình anh ấy tự làm ra. Vâng, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau tải giấy chứng nhận ở đây. Chúng ta hãy tải giấy chứng nhận về đây để quý vị có thể hoàn toàn kiểm tra được. Và chúng ta tải về thì ngay lập tức chúng ta thấy không ạ? Có giấy chứng nhận ở đây và quý vị hãy nhìn vào góc phải ở đây có mã QR code. Đây ạ, đây là mã QR code và chúng ta và Ngọc Bình hãy dành cho quý vị một phút để chúng ta có thể là dùng điện thoại và mở ứng dụng Zalo. Hãy vào phần quét mã QR code để chúng ta quét cái mã này để chứng thực rằng là quý vị có thể kiểm tra qua online cũng được. Đúng ạ? Và chúng ta thấy không ạ? 66D3F76933 đây là ID để kiểm tra đăng ký của công ty GTI. Quý vị có thể là quét Zalo ở đây. Ngọc Bình sẽ dành cho quý vị một phút, đúng không ạ? Để chúng ta tự mình kiểm chứng được. Nếu như quý vị kiểm chứng thấy đúng thì hãy comment cho Ngọc Bình là hoàn toàn là đúng, hoàn toàn là chính xác. Vâng, xin mời quý vị đi ạ. Quý vị hãy quét Zalo đi ạ. Ngọc Bình để một phút để quý vị quét Zalo nhé. Ok, xin chào Tuấn Xuân, xin chào Vi Văn Lập, xin chào Nguyễn Thúy Nhi, xin chào em Huyền Ulysky, vâng, cổ đông vô cùng là tâm huyết. Xin chào Nguyễn, xin chào em Phạm Minh Thư, vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ, em Phạm Minh Thư, cổ đông VIP. Xin chào anh Duy Thường, xin chào chị Lê Tasa, cổ đông rất là tuyệt vời đấy ạ. Hello em Nguyễn Văn Trung. Vâng, quý vị hãy tranh thủ đi ạ, quét Zalo đi ạ, có một phút cho quý vị đấy ạ. Vâng, có một phút ạ. Nếu quý vị quét Zalo, chúng ta thấy được thông tin của công ty mẹ, đó là Global Transport Investment, hoàn toàn được đăng ký bởi BVIFC, thì chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Hãy mở ứng dụng Zalo lên, chúng ta vào phần quét mã QR code và hãy hướng camera của mình vào
mã QR code này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được thông tin mà Ngọc Bình vừa chia sẻ cho quý vị có đúng hay không. Có phải là công ty Global Transport Investment được đăng ký dưới BVIFC hay không? BVIFC xin nhắc lại là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin thuộc Anh và là cơ quan của chính phủ. Vâng, quý vị đã quét xong chưa ạ? Nếu chúng ta quét xong thì chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình. Có chính xác không ạ? Rồi, cảm ơn em Phạm Minh Thư. Quét chuẩn luôn đúng không ạ? Có ra dữ liệu luôn thì chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình ạ. Là hoàn toàn chính xác. Đó, như vậy là chúng ta thấy thông tin rất là minh bạch, rõ ràng như vậy. Ok, và quay trở lại cái câu chuyện tiếp theo. Và chúng ta vừa kiểm tra được công ty mẹ là gì ạ? Global Transport Investment này. Và số công ty là 1778122 và chúng ta đã cùng nhau quét chứng chỉ đăng ký tại BVIFC, đó là 66D3F76933 đây rồi. Thì hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Và quay trở lại tiếp theo gì ạ? Chúng ta hãy kiểm tra công ty con, đó là gì ạ? RSS3. Đây ạ. Và tất cả các giấy chứng nhận của chúng ta đều có tên là gì? Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Khi mà chúng ta đang được tài trợ qua quỹ Skyway Capital trước kia, nay là Skywalk Community, thì chúng ta đang sở hữu cổ phần của Eurostream Skyway System Holding 3 Limited, đó là công ty con, đang nắm giữ 36,67% cổ phần của công ty mẹ, đó là GTI. Và chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra số đăng ký của công ty là 1998946. Vâng, số đăng ký là gì ạ? 1998916. Số chứng nhận đăng ký pháp nhân là 457B02AB91. Chúng ta cũng copy cái mã này để sang kiểm tra chứng chỉ bên, đây ạ, Ngọc Bình sẽ kiểm tra chứng chỉ bên BVIFC. Chúng ta hãy tìm kiếm. Vâng, như vậy chúng ta thấy không ạ? Cũng giống như vậy thì chúng ta có ngay kết quả là gì? Đây, 457B02AB91. Đây là ID để kiểm tra đăng ký chứng chỉ tại BVIFC của công ty Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Và số công ty là 1998916. Chúng ta thấy không ạ? Rất là minh bạch như vậy. Đó, 1998916. Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Và quý vị các bạn đang có giấy chứng nhận cổ phần, mà những ai đã có giấy chứng nhận cổ phần bản vàng ấy, bản cứng ấy, đã được công ty gửi về ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra để chúng ta xem cái tên trong giấy chứng nhận cổ phần của chúng ta có phải là Eurostream Skyway System Holding 3 không ạ? Và ở dưới đó có số của công ty là gì ạ? 1998916 đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta đã kiểm tra được thông tin này trên BVIFC và chúng ta hoàn toàn có thể tải chứng chỉ ở đây. Ngọc Bình cũng tải chứng chỉ để quý vị và các bạn cũng quét mã Zalo, quét mã QR code. Đây ạ. Đây là chứng chỉ của Eurostream Skyway System Holding 3 Limited. Đó, chúng ta thấy không ạ? System Holding 3 Limited BVI Company Number, tức là số đăng ký của công ty bởi BVI là 1998916, đúng không ạ? Và hoàn toàn chúng ta có thể quét Zalo giống như vừa rồi chúng ta kiểm tra thông tin của công ty GTI. Đây ạ, quý vị có một phút để chúng ta quét mã Zalo này. 457B02AB91. Quý vị hãy quét giúp Ngọc Bình xem là có chính xác hay không. Nếu như quý vị quét chính xác rồi thì chúng ta hãy comment cho Ngọc Bình là chính xác được không ạ? Vâng, cảm ơn em Hường Hồ đúng không ạ? Xin chào Trung Nguyễn. Vâng, quý vị hãy giúp Ngọc Bình đấy ạ. Chúng ta hãy lấy Zalo và quét mã QR code. Đó là chúng ta tự mình có thể kiểm tra được đăng ký của công ty con, đó là gì ạ? Eurostream Skyway System Holding 3 là chúng ta đang nắm giữ cổ phần ở đây. Và hoàn toàn công ty này được đăng ký dưới BVIFC. Và BVIFC là cơ quan của chính phủ đúng không ạ? Cơ quan của chính phủ, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Quý vị có thể quét Zalo đi ạ. Chúng ta quét và chúng ta hãy trả lời kết quả cho Ngọc Bình xem có chính xác không ạ. Vâng, chúng ta hãy kiểm tra. Vâng. Hello Bill Bong. Xin chào anh Nguyễn Thế Mỹ ạ. Vâng, chúng ta có thấy đúng không ạ? Chúng ta quét đi ạ, chúng ta có thấy đúng không ạ? Đây ạ. Nếu mà đúng thì quý vị comment cho Ngọc Bình là chính xác hoặc là rất là đúng hay là chuẩn đi ạ. Để Ngọc Bình chuyển sang phần tiếp theo. Đó.
Skyway System Holding 3 đúng không ạ? Vâng. Đây là con dấu của BVIFC, Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Đây ạ. BVIFC. Chúng ta được biết. Đó. Ok. Vâng, như vậy là chúng ta đã cùng với Ngọc Bình chúng ta tìm hiểu được hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta đã được biết rằng các nhà đầu tư khi mà tài trợ cho tập đoàn Elysky thì dòng tiền của chúng ta có đi đúng mục đích không ạ? Chắc chắn là đúng rồi đúng không ạ? Tất cả các nhà đầu tư đều thông qua quỹ gọi vốn cộng đồng Skyward Community để dòng tiền của chúng ta sẽ đổ về công ty mẹ để xây dựng các khu thử nghiệm tại Beirut 36A cũng như ở Sharm 28A và để sản xuất các mẫu tàu cũng như là nhà ga, cấu trúc đường ray rồi tất cả những trả lương cho cán bộ công nhân viên như vậy. Và chúng ta đã được biết rằng là công ty GTI Global Transport Investment là công ty mẹ sở hữu và toàn bộ sở hữu trí tuệ với 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn đô la Mỹ làm vốn điều lệ. Và chúng ta đã được biết rằng GTI được đăng ký dưới Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới BVIFC và chúng ta đã kiểm tra được thông tin này cũng như là công ty con đó là Eurostream Skyway System Holding 3 Limited chúng ta cũng đã hoàn toàn kiểm tra được dưới BVIFC. Và xin nhắc lại rằng là BVIFC là Ủy ban Dịch vụ Tài chính quần đảo Virgin thuộc Anh, là cơ quan của chính phủ có những chức năng quan trọng như là bảo vệ người tiêu dùng hay là bảo vệ nhà đầu tư cũng như là giám sát quá trình gọi vốn của quỹ cũng như là chúng ta thấy có thể là truy tố những tội phạm về tài chính. Chính vì vậy tất cả các công ty được đăng ký dưới BVIFC hoàn toàn phải rõ ràng, phải minh bạch. Vâng, hôm nay thông tin là như vậy và Ngọc Bình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong live stream vào sáng ngày mai để tiếp tục vấn đề về check pháp lý cho quý vị. Nếu quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta lại gặp lại nhau trong sáng ngày mai. Vâng, Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những live stream tiếp theo.